À rồi, em Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay bên em về được duy nhất một cặp dây loa XLO hàng của Mỹ. Dây này là dây bãi đã qua sử dụng và về thêm được dòng dây tín hiệu O1. Dòng này là dòng model của nó là 910 của Nhật. Và dòng này thì hôm trước là bên em có về được mấy cặp dây tín hiệu và em bán cho tất cả các bác. Đấy, tại vì cái dòng dây này á, là bên em về và các bác đánh giá cái chất lượng sản phẩm cực kỳ là tốt. Đấy, thì cũng có 3 bác khách ở Hà Nội này, một bác khách ở Thái Nguyên cũng đã lấy cái dòng dây tín hiệu này. Có bác lấy một cặp, có bác lấy hai cặp rồi. Đấy, những bác mà đánh giá những dòng dây tín hiệu cực kỳ là hay. Đấy, vượt trội trên cái tầm giá mà các bác bỏ ra nhé. Rồi, thì đây, em sẽ giới thiệu đầu tiên cho tất cả các bác. Đây, đó chính là cái cặp dây loa XLO này. Đây, trên tay em cầm đây chính là cái cặp dây loa XLO. Đấy, hàng này hàng made in USA này, các bác nhìn chưa? Đó, dây made in USA. Đó, XLO Electrolux. Đây, các bác có thể thấy được dây của nó này. Đây chính là cái cục lọc nhiễu của nó nha các bác. Đấy, đây, đây chính là cái cục lọc nhiễu của nó này. Các bác nhìn chưa? Cực kỳ là hầm hố và chất lượng. Và dòng dây loa XLO này thì nó là hàng bãi đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi, chứ nó không phải là hàng mới nha các bác. Nên là các bác lưu ý giúp em. Đấy, và đầu rắc của nó đây này, các bác nhìn ra. Đây chính là đầu rắc bắp chuối của nó này. Này, đầu rắc XLO cho các bác nha. Này, các bác nhìn ra. Đó, dây thì nó đã qua sử dụng theo những năm tháng. Đấy, dây đã qua sử dụng những năm tháng nên là cái chất lượng của nó này, bên ngoài của nó các bác nhìn thấy chưa? Nó cũng có vết cắm rút rồi. Đấy, cái dòng này thì để mà nói thì các bác làm đánh tiếng bát của nó thì cực kỳ là hay. Tiếng bát rất là gọt tròn nha các bác. Đấy, bát tròn, trung âm và trường âm thì cực kỳ là tách bạch và chi tiết. Đấy, nên là các bác sử dụng về cái dòng dây loa XLO như thế này. Đấy, cái chất âm của nó mang lại thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, và dòng này thì bên em về là mỗi vế là 2,5m cho tất cả các bác nhé. Mỗi vế 2,5m. Và giá của thành của cái cặp dây loa XLO như này hàng bãi Mỹ. Đấy, thì em đang bán các bác mức giá là 7.800.000 một cặp nha. 7.800.000 một cặp. Cực kỳ chất lượng và hầm hố. Đấy, các bác nhìn này, dây này. Nó còn rất là đẹp cho tất cả các bác nhé. Rồi, tiếp đến là cái dòng dây tín hiệu. Đấy, hôm bữa em về đây. Hôm bữa em về thì em bán cũng hết rồi. Hôm nay cập bến thêm. Cái này thì các bác có thể bỏ vào này, khi bác cắm xong rồi các bác. Này, các bác nhớ có thể đấy, bỏ vào cái đầu rắc này để tránh bụi bẩn cho tất cả các bác nha. Đấy, nó cũng tránh độ oxy hóa ở cái đầu rắc đi, cực kỳ là tốt. Các bác nhìn này. Đây, đầu rắc của nó này, dây của nó cực kỳ là chất lượng. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Này. Oxy. Các bác nhìn chưa? Điều hướng mũi tên, model của nó đây. Đấy, dòng này của nó này, model của nó này. Đấy, FTVS 910. Thì các bác nào mà cứ search trên mạng ra những cái dòng dây tín hiệu như thế này, nếu mà để nói về giá thành của hãng thì hiện tại người ta cũng đang bán cũng tương đối là cao, trên 15 triệu đồng một cặp dây tín hiệu hoàn chỉnh như thế này. Đấy, và hàng bên em nhập về thì giá thành tương đối là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy, tương đối là tốt. Hôm bữa thì em bán cho các bác là 9 triệu nhưng mà hôm nay em về thì cái dòng đó thì những bác nào mà đã đạt được những cái dòng sản phẩm như vậy ấy đấy, thì cũng rất là may. Đấy, thì vì hôm nay em nhập về ấy thì cái dòng này thì giá nó lên mất 200.000 rồi. Thì giá của nó là 9.200.000 một cặp nha. Đấy, 9.200.000 một cặp chứ không còn là 9 triệu nữa. Đó, nên các bác lưu ý với em. Và đầu rắc này nó là đầu rắc khóa nhưng mà đầu rắc của nó là đầu rắc đúc hết luôn nha các bác này. Nó là dòng đầu rắc đúc. Đấy, các bác về các bác chỉ việc cắm vào thôi. À, các bác nhìn chân rắc rồi. Tại vì hàng này là hàng trưng bày ở bên các showroom ở bên đó thì bên em đấu giá về được. Đấy, là cái chất lượng của nó này. Đấy, rất là ok cho tất cả các bác nha, cực kỳ là ok luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa, cực kỳ là đẹp rồi, không thể chê được cái dòng dây này. À, các bác nhìn thấy chưa, nó dây của nó là dây hãng 100%. Cặp này thì bên em về thì nó chỉ có độ dài là 1m thôi nha các bác. Đấy, 9.200.000 một cặp. Các bác thể thấy được bên ngoài của nó này. Riêng dòng này thì cấu tạo của nó là cấu tạo dòng đồng mạ bạc. Đấy, cấu tạo bạc 5L cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và các bác thấy đây là cái lớp giáp chống nhiễu của nó này. Đấy, bên ngoài là một lớp giáp chống nhiễu, tiếp đến bên trong là ngay thì bên trong các bác thể thấy được
cái lõi dây của nó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, tiếp đến luôn, nó vẫn là một lớp dây bạc chống nhiễu nữa. Và dòng này thì nó gồm 3 lõi chống nhiễu, 3 lớp chống nhiễu nha. 3 lớp chống nhiễu, 2 lớp cách nhiệt cực kỳ là cao cấp. Đấy. Và nhiều bác không thích sử dụng những dòng dây của Nhật, nhưng mà chất lượng của dòng này thì còn cực kỳ là ok. Đấy, riêng bản thân đánh giá về chất âm của sản phẩm này rất là hay trong cái tầm tiền của bác nhé. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì các bác là cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Đấy, thì bên em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, các bác nhận hàng, kiểm tra và đúng chất lượng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền cho nhân viên giúp Huy Cường Audio. Đấy, thì ngày hôm nay bên em chỉ về được những cái dòng sản phẩm như thế này, thì tranh thủ quay luôn clip cho tất cả các bác. Đấy, các bác alo trực tiếp cho em nhé. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.